Thưa quý vị, hiện nay trên bản đồ COVID-19 của tỉnh, huyện Bến Lức và Đức Hòa chính thức ra khỏi vùng đỏ, trở thành vùng cam, tức vùng nguy cơ cao, cùng với thành phố Tân An. Riêng Cần Giuộc đã chuyển sang vùng vàng, tức vùng nguy cơ và đang quyết tâm xanh hóa để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, ghi nhận tại huyện Cần Giuộc. Từng là một trong năm đơn vị vùng đỏ của huyện Cần Giuộc có mật độ dân số đông, nhưng với quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thị trấn Cần Giuộc nay đã chuyển sang vùng vàng và sẽ tiếp tục giữ vững mở rộng các khu phố vùng xanh để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân. Thị trấn sẽ tiếp tục là tổ chức là truy vết và tầm soát thần tốc, tinh thần là phát hiện và bóc tách tất cả những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đứng nguồn lây. Đối với lại là việc đảm bảo cho cái công nhân chuẩn bị đi lao động trở lại trong cái trạng thái bình thường mới thì hiện tại là thị trấn cũng đang tổ chức và tầm soát và tuyên truyền tập trung ra để tiêm ngừa để làm sao là có cái vaccine trong cái cơ thể để mà ngăn ngừa dịch bệnh trong cái cộng đồng trong quá trình lao động. Đợt dịch này, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, giáo viên trường mẫu giáo Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch và không may nhiễm bệnh. Vượt qua cú sốc tinh thần, được sự động viên của lãnh đạo địa phương cùng sự tận tình của các y bác sĩ, chị đã khỏi bệnh và tiếp tục tham gia chống dịch. Trong tinh thần là mình nghĩ là khi mà mình tham gia cái công tác tình nguyện thì nó cũng sẽ có cái nguy cơ nó bị nhiễm. Thì mình cũng có chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mà khi nghe thì hơi bị sốc một xíu. Trong cái thời gian điều trị trong cái khu cách ly là 2 tuần. Trong 2 tuần đó thì đội ngũ y bác sĩ cũng hỗ trợ cho mình, cũng theo dõi sức khỏe thường xuyên, để mà bên cạnh đó thì cũng nhờ là do bản thân của mình nữa, rồi cố gắng lên để mà mình thoát bệnh, mình hết bệnh, mình về mình tiếp tục mình hỗ trợ với địa phương. Từng bước khống chế dịch bệnh, dần xanh hóa địa bàn là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, người dân các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 cần chấp hành nghiêm giãn cách xã hội và tuân thủ quy định về phòng chống dịch để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Hướng tới là chúng tôi cũng cương quyết là sẽ phòng chống, không để người dân của địa phương của mình mắc dịch COVID-19 và không để người dân địa phương của mình đói trong cái mùa dịch. Lúc nào cũng là đảm bảo an sinh xã hội tốt. Trên cơ sở thực hiện 3 chiến lược từ trung ương đến địa phương, huyện Cần Giuộc xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, trong đó xác định rõ địa bàn, phân công các tổ xây dựng kịch bản cụ thể cho từng giai đoạn. Đối với cái tổ mà thực hiện cái nhiệm vụ mà được giảm từng cái vùng cam, vùng vàng, vùng xanh á, thì mình sẽ xác định được cái nhiệm vụ chi tiết. Trong đó phải tầm soát, xác định để làm sao mà chúng ta khoanh để giải quyết dứt điểm cái tình hình dịch của từng cái địa bàn. Để chuyển địa bàn sớm nhất. Cái tổ mà phát triển kinh tế đó, thì chúng ta phải xác định các lĩnh vực để mà tổ chức sản xuất kinh doanh, để ổn định cái đời sống của người dân. Và cái tổ liên quan đến phát triển công nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xác định để các lực lượng mà đưa vào các công nhân, các doanh nghiệp để họ có điều kiện sản xuất kinh doanh để đảm bảo cái đời sống và cái hạn chế cái đứt quãng cái chuỗi sản xuất của doanh nghiệp của chúng ta. Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành liên quan và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Cần Giuộc đã chuyển hóa từ cam sang vàng và đang dần xanh hóa. Toàn huyện chỉ còn 2 xã vùng cam, 4 xã thị trấn vùng vàng, 9 xã còn lại là vùng xanh. Tuy vậy, không lơ là chủ quan, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Cần Giuộc quyết tâm khống chế đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.